Khóa học thực hành kế toán dịch vụ cho thuê là một loại hình dịch vụ chuyên cho thuê. Ngày nay đang là sự lựa chọn hàng đầu và là hoạt động cung ứng dịch vụ rất đa dạng và phong phú. Các dịch vụ cho thuê thông thường là cho thuê nhà, thuê kho bãi và thuê xe. Tất cả nói chung đều là loại hình dịch vụ. Và loại hình này cần phải tính và phân bổ giá thành của từng gói dịch vụ phát sinh. Khóa học này sẽ giúp cho các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, đưa ra được phương án xử lý cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, các chứng từ phát sinh trong kỳ và hoàn thiện lên báo cáo tài chính. Ở nội dung đầu liên quan đến khai báo đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, cũng như quy trình của một công ty thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, kiểm tra so sánh và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết tài khoản. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty vận tải cho thuê, hạch toán các nội dung liên quan đến phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ cho thuê, nội dung liên quan đến mua công cụ, tài sản cố định, các chi phí mua ngoài, các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, đối chiếu các tài khoản liên quan đến sổ quỹ và sổ tiền gửi ngân hàng, tập hợp các chi phí tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ của mảng dịch vụ cho thuê, lập tờ khai và hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng, cách kiểm tra đối chiếu cũng như điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng, thực hiện kết chuyển và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong kỳ. Nội dung thứ ba là thực hiện việc hoàn chỉnh báo cáo tài chính của cuối năm trước khi nộp báo cáo tài chính, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo, cân đối lại các số liệu, các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi nộp báo cáo tài chính, thực hiện việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thực hiện nộp các mẫu báo cáo và hỗ trợ kê khai thuế trên phần mềm HTKK và thực hiện nộp thuế trên trang thuế điện tử, hướng dẫn thực hiện việc in sổ và kết xuất lưu nội bộ, cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán của mảng dịch vụ cho thuê. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên, và đặc biệt là tất cả các chứng từ sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com, hoặc các bạn có thể click trực tiếp vào xem giáo trình online. Đây là giáo trình online liên quan đến khóa học trong công ty vận tải cho thuê, và nội dung trong khóa học sẽ được chia làm các phần nhỏ, từ việc khai báo đầu kỳ, các chứng từ phát sinh trong kỳ, cho đến lên báo cáo tài chính. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.